xin chào mọi người trở lại với clip review trên fanpage Cao Bằng Hóng. Và như vậy là chúng ta sau những chuỗi ngày được check in với những bức ảnh no nê về băng tuyết ngay tại đỉnh Hoang Tỉnh Cao Bằng, thì tuy nhiên ngày hôm nay Cao Bằng Hóng muốn giới thiệu cho các bạn một điểm săn băng tuyết rất là hay và đẹp, rất là thú vị nữa. Đó chính là xã Hồng An, huyện Bảo Lạc, cách trung tâm thị trấn Bảo Lạc khoảng 25 km. Và cung đường này rất dễ đi, đường đi lại rất là dễ. Và với những hình ảnh rất ấn tượng mà ngày hôm nay chúng tôi đến đây, cảm nhận được là Hồng An đang vươn mình trở thành một cái vẻ đẹp, đang vươn mình chắc chắn rằng sau này sẽ là một cái điểm nhấn về du lịch của tỉnh Cao Bằng. Và ngay bây giờ mời các bạn hãy dõi theo những hình ảnh băng tuyết ngay tại xã Hồng An.